Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái lỗi máy in của một anh bị tình trạng là lỗi mực không ra đầu phun. Có nghĩa là mực không đều đầu phun đấy. Thì các bạn sẽ xem qua video này thì mình sẽ chia sẻ cũng như là giải đáp sơ qua cho các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ từ từ để mình kéo xuống một tẹo. Ok, các bạn nhìn thấy chưa các bạn? Rồi, đấy, bạn này gửi video qua cho mình các bạn nhé. Đây, bây giờ các bạn sẽ xem nhé. Xem nghe và xem các bạn nhé. Đấy, sau đó xem xong mình sẽ chia sẻ với các bạn. Mới lắp 5 hộp mộc mới này. Khi nó ra nó ấy lắm, nó bị mất màu, như kiểu nó bị nghẹt mực hay là tắc kim, tắc đầu phun. Em thử xem nhé. Chỉ ra màu vàng với lại một ít màu đen là nó mất hết các màu kia. Chỉ hai màu, một ít màu đen này, là màu đen hay màu xanh gì đấy. Nó có cái màu kia không ra. Nó làm sạch nha. Sạch mấy lần rồi nhưng mà phun không thế, cảm giác cái đầu phun nó lâu ngày nó bị tắc. Đấy, nghe anh tiếng tạch 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 tạch. Khoảng nó loát thì nghe tiếng cái tạch này. Đấy. Không phải thế thôi. Chỉ ra có mỗi màu vàng, trước thì nó ra những màu xanh xanh, bây giờ nó chỉ ra mỗi màu vàng. Bạn này gửi cái video cho mình tìm lỗi, thì
Thứ nhất ấy, thì qua quá trình test bản in ấy, thì các bạn có thấy là bản in nó vẫn khi mà clean mực xong ấy, có nghĩa là vệ sinh mực, có nghĩa là bơm mực xong ấy, khi mà check bản in ấy, thì bản in nó vẫn ra màu như vậy, được chưa? Nó không ra đủ màu. Trong trường hợp này ấy, thì các bạn nghĩ ngay đến trường hợp này nó bị liên quan đến cái phần cụm bơm hút, có nghĩa là cụm bơm hút mực là cái cụm mà chụp vào cái đầu phun để hút mực ấy các bạn. Các bạn hiểu chưa? Thì cái cụm này ấy, thì nó sẽ làm nhiệm vụ là nó hút mực từ các tét mực vào bên trong đầu phun để làm kín các vòi phun ở trong đầu phun. Ở đây là áp dụng cho trường hợp là máy in Canon, máy in phun màu của Canon. Được chưa? Thì trong trường hợp này ấy, thì trong trường hợp này ấy, đây này các bạn, trong trường hợp này ấy, thì nó bị như vậy là nó không hút được kín cho nên là nó vẫn ra màu như vậy mặc dù clean. Còn một trường hợp nữa là nếu mà bị tắc đầu phun, nếu mà bị tắc đầu phun ấy, khi mà các bạn bơm hút cho trong một cái chu trình tiếp theo ấy, thì cái mực của nó vẫn ra các bạn nhé, nó vẫn sẽ ra, nó không bao giờ là nó vẫn ở in ở một cái vị trí như vậy. Có nghĩa là lúc đầu mà test nó vẫn màu vàng, sau khi bơm mực xong nó vẫn màu vàng. Thì tỷ lệ này nó chỉ là do bị cụm đồng bơm hút, hoặc là do bị kênh cái chỗ mà cái cụm bơm hút nó chụp vào trong cái đầu phun của máy máy in phun ấy, được chưa? Thì nó không với được tới cho nên là nó không hút được mực, được chưa? Còn trường hợp là bị đầu phun bị tắc mực ấy, thì lúc nào khi mà bơm mực xong ấy thì đầu phun nó cũng sẽ có một ít mực, hoặc là nó màu của nó sẽ ra nhiều các màu khác nhiều hơn, nó chứ nó không ra một màu duy nhất như thế kia. Ví dụ như sau khi clean xong ấy thì nó vẫn ra màu như vậy các bạn thấy này. Đây sau khi clean xong, còn lúc mà trước khi clean ấy thì nó vẫn ra màu màu các bạn xem này. Trước khi clean nó cũng ra màu như vậy, nó chỉ có hơi một tí vết đen. Thì trong trường hợp này ấy, khoảng trên 90% là do không hút mực được mực vào bên trong cụm đầu phun, được chưa? Cụm đầu phun của dòng Canon, hoặc là do cụm bơm hút, phần ít là do khả năng là bị tắc đầu phun, được chưa? Cái này thì phải kiểm tra một tí mới được thì mới biết được. Thì khả năng cao ở trong trường hợp này mình linh cảm rất là tốt, và so sánh cũng như là thực tế và mình nghe máy vận hành ấy, thì khả năng cao là bị ở cụm bơm hút nhiều hơn. Đấy. Cụm bơm hút thì nó sẽ là nằm ở bên trong máy, nó là một cái bộ chụp vào cái đầu phun ấy, ví dụ như đây là cái bộ cụm cụm bơm hút. Cụm bơm hút là nó liên quan đến cái phần mà nó nhích cái đầu phun lên. Đây là cái cụm bơm hút, nó nhích lên các bạn thấy chưa? Nó nhích lên. Khi mà nó nhích lên cái đầu phun của nó sẽ được bảo vệ cũng như là hút mực kín các đầu phun ở phía phía trên này các bạn hiểu chưa? Đấy, cái chỗ này này. Cho nên ấy, thì các bạn phải chú ý là khi mà nghe một cái tiếng quẹt 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 ấy, là cái tiếng lạ ấy, là do cái cụm đầu phun cụm bơm hút này ấy, có thể nó bị gãy cái chốt, nó gạt qua gạt lại ấy. Đây cái này kiểm tra lại là biết ngay các bạn. Đây. Đây, đang 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 bơm mực này các bạn. Đấy. Nghe chứ, tạch tạch tạch. Đấy, tạch tạch này là do cái cụm bơm hút của nó có thể là nó bị gãy ở bên trong rồi, hoặc là nó va chạm như nào, hoặc là nó có thể cái mảnh giấy hoặc cái gì ấy nó rơi vào xuống cụm bơm hút ấy, khiến cụm bơm hút nó di chuyển và nó sai cái quỹ đạo của cái đầu phun, cái cụm bơm hút đi thì nó sinh ra kẹt 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 kẹt, được chưa? Cái này là để thực tế thì mình kiểm tra thì mình sẽ biết rõ hơn. Nhưng mà phần nhiều nó sẽ liên quan đến cái cụm bơm hút, được chưa? Nó không đại khái là mực không thể xuống được cái cụm đầu phun thì làm sao mực nó có thể ra đều được các bạn ạ. Đấy, ở đây là nó không thể xuống được này, nó chỉ ra màu vàng thôi, các màu khác ví dụ như là màu đỏ bình thường cái bản test đấy thì nó sẽ ra màu màu test thì nó sẽ ra màu hồng, màu đỏ, màu các thứ nữa, được chưa? Phải không ạ? Đây, thì cái bản test của đây thì nó sẽ ra màu như này chẳng hạn. Đây là một máy của Nhật các bạn nhé, bạn này mang từ nội địa Nhật về, máy Nhật thì rất là tốt luôn. Đây đây là toàn thứ tiếng Nhật này.
Đây là không thịnh hành ở Việt Nam đâu, có thể là máy bái từ Nhật qua các bạn nhé. Đây là tiếng Nhật các bạn nhé. Đây là máy nội địa của Nhật, sản xuất riêng cho thị trường Nhật đấy. Cho nên là những cái hàng này có thể là thị trường hoặc là người ta xách tay hoặc là người ta đem về Việt Nam ấy thì mới có tiếng Nhật như này. Chứ Việt Nam bán thì sẽ không có tiếng Nhật đâu, được chưa? Phải nói với các bạn như vậy. Nhưng mà đồ Nhật ấy sản xuất ra cho thị trường nội địa của Nhật dùng ấy thì thường mình cảm thấy và nhiều người là cho rằng ấy, thì những cái sản phẩm của Nhật nội địa Nhật mà dùng ấy thì nó sẽ tốt hơn, được chưa? Đấy. Đấy, cho nên là khi bạn đi test ấy thì nó sẽ test ra một cái màu PG PGBK này, đây là một cái màu đen. Màu đen này là nó phác họa qua thì cái màu đen này nó liên quan đến đến khi mà các bạn in những cái file tài liệu giấy thường ấy mà in văn bản ở tốc độ nhanh ấy thì cái nét ô vuông này nó không vỡ nhiều ấy thì nó sẽ rất là tốt cho chất lượng màn in. Không thì các bạn sẽ phải in chậm. Và nếu mà cái nét này nó bị đầu thỏi, cái thỏi mực hay là cái sorry, các kênh màu nó bị phồng ấy hoặc là nó bị mất 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 những tia này nó in không được nét thì các bạn phải in chậm thì nó mới nét được. Cái này là tốc độ in mà nhanh mà nét ra màu đen tốt ấy, thì nó là ở cái chỗ này các bạn nhé, kênh màu này đấy. Và nó có các kênh màu xanh này, xanh xanh nhạt này, hồng này, hồng nhạt này, được chưa? Vàng này và màu đen, màu đen ở ngoài này. BK là màu đen, có một màu đen là đổ bóng qua. Ở đây là hệ thống màu mực là có bốn màu, có hai màu đen các bạn nhé. Đấy đấy, sơ qua như vậy thì mình đã chia sẻ với các bạn và mọi người và cũng như là mình cũng đã chia sẻ với bạn này rồi, được chưa? Cho nên là mình làm video này để cho các bạn bạn nào gặp phải ấy, thì các bạn có thể là khắc phục, được chưa? Đấy, cái lỗi này không biết tại sao bị lỗi này, thường ít khi mình thấy là cái cụm bơm hút nó xảy ra thì cũng có thôi, bởi vì là các bạn chạy mực ấy thì đa số những cái máy của Canon như này đa số là toàn chạy một mực nước các bạn nhé. Có nghĩa là hệ thống mực nước ấy, không phải là những cái mực mực dầu hay là mực pigment, mực không phai ấy, thì mình nghĩ là cái đầu phun của nó thì thường sẽ rất bền. Đấy, thường chạy những cái mực 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 dầu không phai thì đầu phun cũng như là cái cụm bơm hút ấy của nó thì để lâu ngày ấy, thì thường nó kết dính lại thì nó dẫn đến bị tắc. Nhưng mà trong trường hợp này nếu mà bạn sử dụng mực háng, mực tốt ấy, thì mình nghĩ là nó ít khi xảy ra lỗi. Nhưng mà máy móc cũng như là những cái máy móc hoạt động ấy, thì những cái vật tư hao mòn cũng như là linh kiện vật tư thường xuyên thì nó sẽ theo thời gian, đúng không nhỉ? Nó sẽ hao mòn theo thời gian thì dẫn đến cái tình trạng là cái chất lượng linh kiện cũng như là cái tuổi thọ linh kiện của nó cũng sẽ bị giảm, được chưa? Đấy, con người của chúng ta cũng thế thôi, đến một độ tuổi nào đó già yếu đi chẳng hạn thì nó sẽ hoạt động kém đi chẳng hạn. Đấy, mọi chức năng của nó sẽ hoạt động kém đi, cái máy móc cũng thành như vậy, thì nó hoạt động một thời gian thì cái vật tư nó sẽ xuống cấp cũng như là cái phụ tùng, được chưa? Cũng như là những cái linh kiện hoặc là cụm bơm hút của nó ấy, thì nó cũng bơm và nó bơm hút giảm chất lượng đi, được chưa? Đây là mình video mình chia sẻ với các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những cái nội dung video tiếp theo các bạn nhé. Đấy, bạn nào bị trường hợp này thì các bạn kiểm tra kỹ lại máy, không được ấy, thì các bạn có thể mang ra những cái cơ sở gần nhất để các bạn để mọi người kiểm tra hộ cho các bạn, bởi vì các bạn không chuyên đấy, được chưa? Đó, cho nên là video này nghe thì các bạn cũng thể biết được sơ qua những cái lỗi mà khắc phục. Và nào có những cái lỗi các bạn có thể chia sẻ qua đây để mình giải đáp với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye các bạn.